Thì cái bài tiếp cận chẩn đoán và điều trị viêm khớp cột sống, thì ở đây chúng ta thấy rằng là trước kia thì chúng ta gọi là viêm cột sống dính khớp, nhưng bây giờ người ta dùng cái từ là viêm khớp cột sống, thì dịch cho đúng nghĩa tiếng Anh là spondylitis arthritis, tức là viêm khớp và cột sống. Thì đối với cái bệnh lý này thì cái bài ba nội dung là: một là tiếp cận chẩn đoán viêm khớp cột sống, thứ hai là cái tiêu chuẩn chẩn đoán của viêm cột sống dính khớp hiện nay, và phác đồ điều trị viêm cột sống dính khớp hiện nay như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đến khám ở phòng khám đa khoa chẳng hạn, hoặc là phòng khám chúng ta, thì thông thường là bệnh nhân sẽ gửi đau khớp, có thể đau khớp, có thể ngoài khớp. Nhưng với một bác sĩ mà đã khám chuyên khoa thì chúng ta bắt buộc phải khám lâm sàng được ra là bệnh nhân đấy là đau của khớp ngoại vi hay đau khớp cột sống, hay là bệnh nhân đau ở ngoài khớp, tức là đầu tiên phải khẳng định là trong khớp hay ngoài khớp. Về mặt giải phẫu chúng ta phân biệt được trong khớp chúng ta phân được ngoại vi hay là cột sống hay là ngoài khớp. Thì đối với bệnh lý và viêm khớp cột sống, người ta có thể tổn thương của tất cả các khớp ngoại vi, cột sống cũng như là ngoài khớp. Thì cụ thể cái tổn thương ưu thế ở vị trí nào thì nó ra cái thể bệnh ở vị trí đó. Thì cái phần trình bày tiếp theo sẽ, chúng ta thấy rằng khi mà vị trí như vậy xong thì chúng ta phải phân biệt là đau kiểu viêm hay kiểu cơ học. Đấy là một cái bác sĩ lâm sàng thông thường sẽ tiếp cận như vậy. Đau kiểu viêm hay cơ học, với cái vị trí như vậy thì ví dụ kiểu viêm là đau như thế nào? Là đau tăng, đau liên tục trong ngày và đau tăng về đêm gần sáng, và có thể kèm theo sưng nóng đỏ. Sưng nóng đỏ tùy theo cái tính chất cấp tính hay mạn tính mà quyết định là sưng nóng đỏ. Đối với đau mạn tính thì chúng ta không thấy được cái tình trạng nóng đỏ, mà chủ yếu là đau kiểu liên tục và đau kiểu viêm. Đôi khi một số tình huống thì bệnh nhân chúng ta dấu hiệu triệu chứng toàn thân như là sốt hoặc là gầy sút cân, mệt mỏi, thiếu máu, thì trong trường hợp đấy thì tình trạng viêm khá là nặng. Còn ngoài ra trường hợp thứ hai là đau không viêm, tức là đau cơ học ấy, thì đau tăng lên khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi, đặc biệt là không kèm theo sưng nóng đỏ và không dấu hiệu toàn thân. Thì đau cơ học thì đấy là bệnh lý không có viêm, ví dụ như đau trong thoái hóa, ví dụ chấn thương, ví dụ loãng xương, những cái bệnh lý mà chúng ta gặp đau cơ học. Thế còn trong cái chủ đề ngày hôm nay là viêm cột khớp cột sống, thì đó là thiên về cái đau do kiểu viêm, tức là bệnh nhân phải đau với tính chất kiểu viêm như thế này, dù là trong khớp hay ngoài khớp thì cái tính chất cũng sẽ là đau kiểu viêm. Thế khi đau kiểu viêm rồi thì cái tiếp theo chúng ta tiếp cận là cái gì? Chúng ta sẽ phải đưa cái vấn đề về tuổi, giới, thời gian khởi phát vào đây. Thì nếu mà trong trường hợp tuổi mà dưới 45 tuổi trong cái bệnh lý viêm khớp cột sống, thì người ta trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán là bệnh lý là thường là dưới 45 tuổi. Cũng là cái đau viêm gân, ví dụ như viêm gân asin hay là đau cột sống thắt lưng mà cái tuổi mà trẻ tuổi, dưới 45 tuổi mà đau kiểu viêm thì chúng ta phải nghĩ đến cái bệnh lý viêm khớp cột sống. Ngược lại mà nếu trên 45 tuổi, đặc biệt là người trên 65 chẳng hạn, thì mà cũng đau như vậy mà giả sử cũng đau kiểu viêm thì chúng ta phải nghĩ đến cái bệnh lý gì? Bệnh lý ác tính. Ví dụ như là ung thư di căn, hoặc là bệnh lý về đau thủy xương, hoặc là bệnh viêm đốt sống đế đệ, những cái bệnh lý do viêm. Còn ngược lại mà nếu mà đau cũng cái tuổi mà lại trên 65 mà lại đau cơ học thì phải nghĩ đến cái bệnh lý do gì? Chấn thương hoặc là xẹp đốt sống, đốn xẹp đốt sống, loãng xương. Đấy, tùy theo như vậy. Vì vậy mà cái tuổi rất quan trọng, chúng ta đặt vào đây để chúng ta hướng đến cái nhóm bệnh lý viêm khớp cột sống mà đau cột sống thắt lưng hoặc đau khớp ngoại vi mà kiểu viêm, thì đã cái tuổi là cái mốc tuổi dưới 45. Thứ hai là thời gian khởi phát. Thì người ta cũng quy định là thời gian khởi phát là trên 3 tháng hay dưới 3 tháng. Nếu chúng ta một đau lưng cấp tính, chúng ta gặp rất nhiều trong phòng khám, một cái đau lưng cấp tính trẻ tuổi sau mang vác nặng đến một cái đau cấp dữ dội, đau cứng cơ, thậm chí là phát vỉa đệm. Chúng ta thấy rằng thông thường người ta chỉ khởi phát 1 2 tuần, một vài ngày, một tuần 2 tuần thôi. Còn nếu đã đau trên 3 tháng mà đau mà lại đau liên tục với những cái nghi ngờ kiểu viêm một cái tuổi như này, thì dù có yếu tố thuận lợi, yếu tố mang vác nặng chăng nữa, chúng ta vẫn không được phép loại trừ cái bệnh lý viêm khớp cột sống. Đó là cái mà chúng ta, những cái yếu tố rất quan trọng trong lâm sàng chúng ta định hướng đến cái bệnh gọi là viêm khớp cột sống. Thế thì ở cái viêm khớp cột sống là cái gì? Chúng ta thấy ra một cái hình như này, thì là một cái tâm điểm ở giữa là cái viêm khớp cột sống là bao trùm toàn bộ những cái bệnh lý, những cái hình như này, năm cái hình bông hoa này, thì cái viêm trong đó viêm cột sống dính khớp là một trong những thể của viêm khớp cột sống. Còn ngoài ra chúng ta có viêm khớp vẩy nến, viêm khớp hữu liên tự phát hay là viêm khớp phản ứng, tất cả những cái đó thì nó biểu hiện là ngoại vi, rồi những cái biểu hiện thể đặc biệt khác. Thì đây viêm cột sống dính khớp chỉ là một trong những biểu hiện của viêm khớp cột sống thôi. Thì đây chúng ta thấy là biểu hiện lâm sàng của viêm khớp cột sống là rất phong phú qua những năm cái hội chứng như trên. Và đồng thời là gì? Nếu mà trường hợp bệnh nhân mà có ưu thế về cột sống thì người ta có lại có hai cái, một là tổn thương, có tổn thương X quang mà kinh điển chúng ta vẫn gọi là viêm cột sống dính khớp. Nếu tổn thương X quang từ trước là chúng ta vẫn định nghĩa là viêm cột sống dính khớp, tức là tổn thương khớp cột sống mà có tổn thương X quang. Trường hợp bây giờ người ta có một quan điểm mới, đó là tưởng viêm khớp cột sống, thể cột sống nhưng lại không có tổn thương X quang, hay gọi là chưa có tổn thương X quang.
thì cái này người ta vẫn gọi là viêm khớp cột sống, nhưng mà thể trục mà nó vinh quay tức là tư tưởng liên quan gọi là viêm cột sống khớp. Còn cái từ viêm cột sống khớp thì vẫn là viêm cột sống khớp mà thể cột sống của liên quan. Thế còn một cái nữa là cái gì, một cái những cái tổn thương ngoại vi, ưu thế ngoại vi, ví dụ cái tổn thương điểm bám gân hoặc một số cái ngoại vi thì người ta gọi là viêm khớp cột sống thể ngoại vi. Và trong đó có cái bệnh viêm khớp bể nến, trong đó có viêm khớp phản ứng, trong nó có một số cái bệnh mà trong nó tí phần tiến sĩ Bình để trình bày thì cứ thuộc vào bệnh như này. Còn câu hỏi đặt ra là viêm khớp phải nến và thể trục thì như thế nào, thì cái câu trả lời sẽ là cái bài trình bày của tiến sĩ Bình để trả lời. Thế đây cái triệu chứng lâm sàng, tôi xin phép là bỏ qua cái triệu chứng lâm sàng vì rất là kinh điển chúng ta. Thì đương nhiên là bệnh nhân nó đau và hạn chế vận động của xương lưng. Đối với lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy là thông thường người ta đánh giá hiệu pháp tay đất, tức là để chứng minh được tình trạng là đau thắt lưng kiểu viêm và dần dần tiến triển đến dính và biến dạng cột sống và làm cho đồng thời là hạn chế vận động cột sống là cái tổn thương mà thường gặp nhất cũng như là độ nhạy cao nhất. Dần dần biến dạng và gù cái dáng điển hình như này, đây là cái dáng điển hình của một cái viêm cột sống sinh khớp như này, ở giai đoạn đầu chúng ta đứng thẳng đó và đồng thời sau đó là teo cơ cạnh cột sống. Những cái biến chứng khác, những cái tổn thương ngoại vi như là thậm chí là tràn dịch khớp gối, viêm bằng dịch khớp gối, khớp cổ chân, hay là viêm khớp khúc ngón chân, gọi là ngón chân hình khúc rồi, hay là ngón tay hình khúc rồi, đấy những cái tổn thương này khớp ngoại vi, rồi là viêm gân asin, hay là viêm chân móng hay viêm móng trong cái bể nến, đây là tổn thương bể nến, hay là viêm màng bồ đào, hay là viêm mống mắt thải mi, hay những cái tổn thương khác, hay là viêm khớp cùng chậu, thì tôi sẽ bỏ qua cái phần này, phần bài chị Bình đã trình bày phần này rồi. Viêm cùng chậu trên X quang hoặc cộng hưởng từ. Đối với tổn thương trên xét nghiệm chẳng hạn thì người ta sẽ quan tâm đến hai cái nhóm xét nghiệm. Một, thứ nhất là xét nghiệm về vi lăng viêm, chúng tôi vẫn gọi là cái từ vi lăng viêm. Thì ở đây ngoài xét nghiệm cơ bản chức năng gan thượng, đường mỡ, gan thận, các thức răng thì bao giờ bác sĩ lâm sàng mà khi đánh giá trên lâm sàng bệnh nhân có tổn thương về khớp cột sống mà nghi ngờ viêm thì chúng ta bắt buộc phải đánh giá cái vi lăng viêm. Trong đó hai cái chỉ số quan trọng là chỉ số tốc độ lắng máu và nồng độ protein C phản ứng. Nếu trường hợp lâm sàng mà chúng ta không phân biệt nổi đấy là đau cơ học hay đau do viêm thì chúng ta ít nhất làm vi lăng viêm, nếu là âm tính thì chúng ta yên tâm đấy là chúng ta đang đúng là đau cơ học. Ngược lại mà chúng ta nghi ngờ mà đau viêm mà cơ học khi xét nghiệm vi lăng viêm rất cao, chúng ta phải xem lại điều một, tức là lâm sàng chúng ta khẳng định chưa đúng, tức là khai thác chưa chính xác, thì cái vi lăng viêm rất nhạy cho chúng ta trường hợp mà viêm cột sống sinh khớp hay là viêm khớp cột sống. Thì đấy là cái chỉ số đau viêm đều tăng, một cái tăng không đặc hiệu nói chung, còn những cái bệnh lý khác nữa tôi không phân biệt đây. Cái thứ hai, cái nhóm xét nghiệm thứ hai nữa là cái gì, đó là xét nghiệm về cái gen kháng nguyên bạch cầu HLA-B27. Thì ở đây nhóm viêm khớp cột sống chẳng hạn thì cái tỷ lệ dương tính đạt đến 85-90%, và đôi khi có 0.5-3% là dương tính người khỏe mạnh bình thường. Thì để chúng ta thấy rằng là có những trường hợp mà viêm khớp dạng thấp chẳng hạn, thì rõ ràng viêm khớp dạng thấp mà chúng vâng, hoặc là những người khỏe mạnh chúng ta vẫn có thể là HLA-B27 dương tính. Tuy nhiên thì độ nhạy như độ đặc hiệu thì chúng ta phải cần cân nhắc và dựa vào những yếu tố khác nữa. Bệnh nhân phải có yếu tố của lâm sàng, có yếu tố về tổn thương X quang. Thì tuy nhiên thì hiện nay thì những tiêu chuẩn chẩn đoán người ta đưa cái HLA-B27 vào một trong những tiêu chuẩn chẩn đoán cứng trong cái chẩn đoán của viêm cột sống sinh khớp. Thì hiện tại cái xét nghiệm này chúng ta đã xét nghiệm khá thường quy, mặc dù giá thành cũng tương đối đắt nhưng chúng ta cũng là khá thường quy xét nghiệm cho các bác sĩ chuyên ngành cơ xương khớp. Thế thì tôi đi ngay vào vấn đề tiêu chuẩn chẩn đoán hiện nay như thế nào. Thì tiêu chuẩn từ trước đến nay chúng ta nói về cột sống sinh khớp là chúng ta dùng cái tiêu chuẩn New York năm 1984 rất là kinh điển, thì rất là dễ sử dụng áp dụng. Đó là gì, bệnh nhân chỉ cần đau cột sống thắt lưng từ 3 tháng trở lên, đau cải thiện khi vận động và không giảm khi ngơi, tức là ý nghĩa là đau kiểu viêm, và gì và hạn chế vận động các động tác cột sống như là cúi ngửa nghiêng quay. Nếu mà cột sống ngực thì sẽ là giảm độ giãn lồng ngực ở dưới 2.5 cm, còn tổn thương trên khớp cùng chậu gì từ độ 2 trở lên. Chẩn đoán xác định khi mà hình ảnh viêm khớp cùng chậu trên X quang kèm theo ít nhất một yếu tố lâm sàng, tức là yếu tố ta ba yếu tố lâm sàng này cộng với tổn thương X quang, mà X quang phải từ gì, phải viêm cùng chậu độ 2 trở lên. Bởi vì vậy nếu chẩn đoán được bệnh này ở viêm cột sống sinh khớp thì thông thường là giai đoạn muộn, tức là chúng ta đã bị dính khớp cùng chậu ít nhất độ 2 trở lên rồi. Và thứ hai là khi chẩn đoán theo tiêu chuẩn này thì chúng ta bỏ qua một số cái thể gọi thể ngoại vi, chúng ta thể ngoại vi mà không có tổn thương X quang là chúng ta không chẩn đoán nổi, và chúng ta bỏ sót cái chẩn đoán những là không những thể ngoại vi mà còn gọi là thể nông X-ray, tức là tổn thương trước X quang ta không cần biết được. Và trong cái tiêu chuẩn này chúng ta không có cái giá trị cụm từ, cũng không thấy hình ảnh của HLA-B27 vào đây. Vì vậy mà đối với những cái năm sau, chính vì cái khoảng trống của cái chẩn đoán sớm của cái bệnh viêm cột sống sinh khớp cũng như viêm khớp cột sống, chúng ta không có được cụm từ cũng như là cái chẩn đoán trước X quang. Vì vậy mà cái tiêu chuẩn này chẩn đoán khi đã khá muộn. Vì vậy năm 2009
thì tổ chức ASAP và tổ chức cuộc sống thế giới đã đưa ra cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chuẩn mới mà đây người ta đưa cái vấn đề là HLA-B27 đưa vào. Nếu mà chúng ta mà có tổn thương trên đau lưng kiểu viêm mà trên 3 tháng ở người khởi phát dưới 45 tuổi, đây là cái điều kiện đầu vào đã, mà cộng với tổn thương gì trên viêm khớp cùng chậu hoặc là trên cổng từ hoặc là trên X quang, chứ không nhất thiết phải trên X quang, chúng ta phát hiện sớm trên cổng từ và kèm theo một cái dấu hiệu lâm sàng như thế này thì được chẩn đoán là viêm cột sống dinh khớp đó, viêm khớp cột sống thể trục hay gọi cách khác là viêm cột sống dinh khớp. Thì triệu chứng lâm sàng là gì? Là đau lưng kiểu viêm, có thể viêm khớp ngoại vi, có thể viêm điểm bám tận, viêm vũng mắt, hay là viêm ngón chân khúc rồi, hay là vẩy nến, hay là Crohn, hay là một cái đáp ứng gen xét, hay là một yếu tố gia đình có viêm cột sống dinh khớp, hay là HLA-B27, hay là chỉ số viêm tăng. Một trong dấu hiệu này cộng với viêm cổng chậu đã chẩn đoán là viêm cột sống dinh khớp rồi. Còn nếu mà chúng ta không có hình ảnh trên X quang cộng từ mà chúng ta lại có được bằng chứng của HLA-B27 dương tính thì chúng ta phải cần hai cái tiêu chuẩn lâm sàng. Hai tiêu chuẩn lâm sàng của cái gì? Một là chứng minh cái tình trạng viêm đang hoạt động trên cổng từ, hoặc là gì? Hoặc là trên X quang mà có cái tiêu chuẩn New York theo độ 2 trở lên thì chúng ta được chẩn đoán là viêm cột sống dinh khớp. Thì đối với năm 2011 thì người ta cải tiến hơn, tức là đưa cái vấn đề viêm khớp ngoại vi, tức là chúng ta trước 2009 thì chúng ta vẫn tập trung vào viêm khớp cột sống. Viêm khớp cột sống tức là viêm cột sống dinh khớp. Nói viêm cột sống dinh khớp là người ta nghĩ đến viêm cột sống. Nhưng thực sự bây giờ thì cái khớp ngoại vi cũng là một trong những cái tổn thương của nhóm bệnh gọi là bệnh viêm khớp cột sống. Thì nó có thể giai đoạn đầu của trước khi vào cột sống, có thể là độc lập. Thì người ta cũng đưa vào cái tiêu chuẩn chẩn đoán năm 2011 là viêm khớp ngoại vi. Viêm khớp cột sống ngoại vi thì tiêu chuẩn đầu vào là phải có cái một là viêm khớp, hai là viêm ngón chân, ngón tay hoặc là viêm điểm bám tận. Sau đó nếu mà trường hợp có cái tổn thương trên cái một hình ảnh này, tức là HLA-B27 hay là viêm khớp mô chậu, hoặc là hai cái tổn thương hình ảnh về viêm khớp cột sống, viêm khớp, viêm điểm bám tận, hoặc yếu tố gia đình, hoặc viêm khớp ngón, thì đối với áp dụng tiêu chuẩn này, người ta đưa vào cái tiêu chuẩn chẩn đoán là viêm khớp cột sống thể ngoại vi. Còn đối với đạt cái tiêu chuẩn này thì gọi là viêm khớp cột sống thể trục hay gọi là viêm cột sống dinh khớp nhé. Đấy là nhắc đi nhắc lại cái từ, cái ngôn từ nó hơi khác một chút, thì mình đấy cách dùng viêm khớp cột sống thể trục hay là viêm cột sống dinh khớp, hoặc là có tổn thương X quang hoặc không tổn thương X quang, thì người ta dựa vào cái tiêu chuẩn đầu vào này và sau đó thì tôi đối chiếu. Thì mặc dù cái tiêu chuẩn nó rất khó nhớ, nhưng đối bác sĩ lâm sàng thì khi chúng ta mới thực hành có thể chúng ta đặt ngay trên bàn, đứng trước bệnh nhân đặt ngay trên bàn, ta đối chiếu cộng trừ lại thì chúng ta ra chẩn đoán cho bệnh nhân, thì nó phù hợp bởi vì liên quan cái mục, cái guideline hướng dẫn điều trị rất khác nhau giữa chúng ta một cái thể trục hay là thể ngoại vi. Thì đấy là cái về chẩn đoán. Còn về điều trị thì cũng có một cái slide gần như là tóm gọn lại một cái slide trong điều trị theo hướng dẫn của tổ chức ELA cũng như là ASAP năm 2016. Thì chúng ta điều trị, chúng ta có cái gì trong tay về điều trị cái nhóm bệnh viêm khớp cột sống hay là viêm cột sống dinh khớp? Thì đầu tiên là chúng ta có cái giáo dục, rồi tập thể dục, quản lý trị liệu phục hồi chức năng là cái vai trò xuyên suốt trong quá trình điều trị. Chắc chắn là rất quan trọng, bởi không những chống dính mà chống teo cơ. Đấy, chỗ anh Thành và các bác sĩ phục hồi chức năng đã thấy là cái vai trò. Chúng ta đừng quên đưa bệnh nhân hoặc hướng dẫn cái chương trình tập cho người bệnh. Đối với nhóm bệnh viêm khớp cột sống thì là tập rất quan trọng. Tiếp theo là trong tay chúng ta có cái thuốc thường quy phổ biến, đó là NSAID, các chống viêm không steroid. Thì chúng ta kê. Thì đối với thể nào, viêm nào chúng ta cùng dùng corticoid. Chúng ta sẽ quan sát ở đây chúng ta không thấy cái vai trò của corticoid toàn thân. Ở đây chúng ta rõ ràng là thống nhất là chúng ta dùng NSAID toàn thân, tiêm tại chỗ tiêm bắp hoặc là uống, chúng ta không dùng corticoid toàn thân, không dùng tĩnh mạch, không dùng uống đối với nhóm viêm khớp cột sống hay viêm cột sống dinh khớp. Thế thì chúng ta chia làm hai thể, đối với thể trục và thể ngoại vi. Thì đối với thể trục chúng ta áp xuống từ trên xuống dưới, trong tay chúng ta chỉ có mỗi NSAID và gì thôi, và đến thuốc sinh học. Còn đối với thể ngoại vi thì chúng ta còn có được cái gì? Đó là thuốc điều trị đêm mát kinh điển như là sunasabrin hay là methotrexate, và thậm chí là tiêm nội khớp. Ví dụ tràn dịch khớp gối, cổ chân, chúng ta tiêm nội khớp. Còn đối với thể cột sống chúng ta gần như không có cái gì cả. Và vì vậy mà nếu mà chúng ta không thể gắn bó cả đời cho bệnh nhân đối với NSAID thông thường được, bởi chúng ta dùng như vậy thì chỉ một tuần, hai tuần hoặc một tháng là bệnh nhân có tác dụng phụ thôi. Đối với đường tiêu hóa rất nhiều, rất khó cho bệnh nhân dùng NSAID mãi cả đời. Vì vậy mà chúng ta đối với thể trục gần như là cái outcome nó rất là tệ. Vì vậy chúng ta phải tiếp cận càng sớm càng tốt đối với thuốc sinh học, thì là một cái cải thiện outcome tốt nhất trong cái thể trục này. Đấy là viêm cột sống khớp. Còn những cái phẫu thuật hoặc là những cái thuốc giảm đau paracetamol khác thông thường thì chúng ta một cái sơ đồ này chúng ta bao quát toàn bộ cái điều trị của bệnh viêm cột sống dinh khớp nói chung. Thì đây trong tay cái đối chúng ta thuốc, đấy cái hình sơ đồ như vậy, thuốc trong tay chúng ta có cái gì? Một là NSAID đây này. Vô cùng nhiều NSAID ở cốc 1, cốc 2, chúng ta ở viện chúng ta đã rất nhiều bài thảo luận về NSAID rồi. Thứ hai là methotrexate thì cũng thông báo một tin buồn là bây giờ cũng đang thị trường hết methotrexate.
và đến tuần này bệnh nhân của bác sĩ Dũng cũng đang không thể mua được ở trên thị trường Hải Phòng, thì không biết là thị trường nào có không. Ở đây dược cũng chỗ Ngân dược cũng đã liên hệ rồi, gần như nó hết visa. Thì cái bài toán đặt ra là cái gì thay thế thì methotrexate. Thì đây chúng ta còn một cái thuốc đó là nephromide thì trên thị trường vẫn còn, tuy nhiên thì cái hiệu quả nó cũng không phải là như mong muốn. Còn bên cạnh đó chúng ta có rất nhiều cái thuốc sinh học được lựa chọn. Ở đây chúng ta sẽ có cái hai nhóm chính, đó là nhóm kháng TNF alpha và nhóm kháng interleukin 17. Thì nhóm kháng TNF alpha là những thuốc kinh điển chúng ta vẫn đang dùng, đó là infliximab là cái đề kết chúng ta truyền tĩnh mạch, cũng như là adalimumab là cái tiêm dưới da, cái sản phẩm của Humira, hay là golimumab là cái sản phẩm Symphony là cái sản phẩm tiêm dưới da, thì rất thuận lợi cho người bệnh, dù là nội trú hay ngoại trú chúng ta đều có thể dùng. Và những thuốc này cũng rất là may đã được vào trong cơ chế bảo hiểm, đã được bảo hiểm thanh toán 50%. Tuy nhiên thì bảo hiểm nó có điều kiện, những thông tư 30 chúng ta thấy là thanh toán có điều kiện, tức là điều kiện là tuyến theo phân tuyến cũng như là theo cái khoa, có chuyên khoa và có theo phân tuyến. Thì hiện tại đa khoa Hải Phòng chúng tôi thì không được hưởng chế độ bảo hiểm. Tuy nhiên thì bệnh nhân người ta khi mà mình tiếp cận tốt mà điều trị mục tiêu tốt thì người ta vẫn sẵn sàng sử dụng. Thì hiện tại khoa dược đã cung cấp những cái sản phẩm thuốc này chúng ta dùng cho bệnh nhân ở hiện tại bệnh viện. Còn phần cái thuốc hiệu quả đến đâu thì phần này sẽ phần tiến sĩ Bình sẽ trình bày chúng ta, thì tôi cũng sẽ bỏ qua. Ở đây chúng ta thấy rằng vai trò của đề mắc kinh điển không được nhiều lắm, cũng hạn chế trong cái chuyện mà chúng ta sử dụng lâu dài. Thì còn điều trị từ đây cái phần này tôi bỏ qua. Còn cái thuốc sinh học thì đương nhiên đã được chứng minh rất nhiều trong cái chuyện cải thiện cấu trúc cũng như là kéo dài trên 5 năm, nhất là khi những cái thuốc thì những cái nghiên cứu meta, những cái phân tích thì thấy rằng là có ý nghĩa thống kê rất rõ rệt, qua tổng hợp các nghiên cứu thì đều thấy có ý nghĩa thống kê khi chúng ta sử dụng các cái thuốc sinh học để điều trị hiệu quả nói chung trong cái viêm khớp cuộc sống. Ngay cả cái chuyện khi mà nghiên cứu trên cái nghiên cứu Rowray thì thấy là 72% bệnh nhân tiếp tục điều trị trong 5 năm vẫn đạt hiệu quả khi chúng ta dùng thuốc sinh học. Thì cái bài toán đặt ra là dùng thuốc sinh học đến bao giờ và đến bao lâu, vì cái liệu trình của nó liên quan đến cái chi phí. Thì tác dụng thì ngoạn mục không phải bàn cãi, nhưng đối với cái chi phí liên quan đến cái thời gian tác dụng cũng như là cái hiệu quả đến bao lâu, thì cái phần này trình bày sẽ bác sĩ Bình, chúng ta sẽ trao đổi với tiến sĩ Bình là một người có kinh nghiệm trong cái chuyện sinh học rất là nhiều. Thì bài trình bày của tôi cũng xin ngắn gọn kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.